Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện Bước chân người tình của tác giả Cẩm Tiên. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Lúc đó anh mới đạp cửa bước vào thì thấy một cô gái quần áo đã bị xé rách, trên người không có mặc gì hết cả. Còn tên thanh niên thì chỉ mới cởi bỏ được cái áo sơ mi trên người. Không cần phải nói gì cả, anh lấy khẩu súng ra rồi bắn thẳng vào mi tâm của tên thanh niên đó. Hắn ta khi bị viên đạn của anh bắn trúng đã chết ngay tại chỗ. Cô gái khi thấy cảnh đó thì rất hoảng sợ mà lăn ra xỉu. Cô gái đó không ai khác chính là Nhã Đan. Thấy tình thế trước mắt, anh không thể để Nhã Đan nằm đó. Nhưng thật sự anh đã bị Nhã Đan cướp mất hồn. Anh tiến lại rửa vết máu, sau đó cởi áo vest của mình ra, quấn cơ thể của Nhã Đan lại, rồi đưa cô ấy về biệt thự của anh chăm sóc. Khi Nhã Đan tỉnh lại, cô ta rất sợ anh. Cô ta không dám nhìn thẳng vào mặt của anh. Điệu bộ ngây thơ của cô ta đã làm trái tim của anh tan chảy. Vì thế mà anh muốn chinh phục Nhã Đan. Sau một tháng ở nhà anh, Nhã Đan chấp nhận làm bạn gái của anh và kể cho anh nghe về hoàn cảnh gia đình. Nhã Đan nói gia đình cô ta không còn một ai cả. Vì thế anh thương Nhã Đan hơn. Sau 2 năm sống cùng nhau, đêm đó cô ta đến quán bar ngay cái ngày kỷ niệm 2 năm quen nhau. Lại một đêm nữa, quán của anh có người đến phá, nhưng anh lại không nghĩ được rằng lúc đó cô ta lại đỡ đạn cho anh. Nhớ lại những chuyện đã qua, làm đầu anh đau như búa bổ. Anh không thể nào tin được anh đã yêu sai người. Với những lời nói dối và những tin tức anh điều tra được, anh dám chắc một điều, Nhã Đan chính là nội gián. Để điếu xì gà và gạt tàn thuốc, anh thở dài rồi bước ra khỏi phòng kín. Anh cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng trong đầu của anh bây giờ lại suy nghĩ về Ngọc Mai. Anh rất muốn nói chuyện với Ngọc Mai để đầu óc của anh được thoải mái. Anh cười nhạt rồi bước ra khỏi phòng kín. Khi đến cửa phòng của Ngọc Mai, anh không gõ cửa mà bước thẳng vào bên trong. Vừa bước vào đã thấy Ngọc Mai đang ngồi ngắm nghía những quyển vở. Khóe môi anh cong lên. Anh tiến lại gần giường, lấy cái ghế ở bàn trang điểm đặt xuống trước mặt của Ngọc Mai. Anh không thể nào ngờ được rằng anh ngồi trước mặt mà Ngọc Mai cũng chẳng hay. Bỗng Ngọc Mai cười rồi nói: "Thích quá đi mất. Ước gì bây giờ được đến trường luôn thì hay biết mấy." "Vậy sao?" Lúc đó tôi cúi gằm mặt xuống nhìn những quyển vở, nên không biết chú ta vào phòng từ lúc nào. Giọng nói của chú ta phát ra làm tôi giật bắn cả người. Tôi ấp úng: "Chú, sao chú lại ngồi đây? Chú vào phòng cháu khi nào thế?" Quang Tuấn không quan tâm đến câu hỏi của Ngọc Mai. Anh cầm lấy một quyển sách lên xem rồi nói: "Vài hôm nữa đi học rồi đấy. Cháu cần chú giúp gì không?" Cháu không thiếu. Nói chuyện với chú một chút được không?" "Tôi không biết phải làm sao cả. Con tim của tôi thì rất muốn được ở cạnh chú, nhưng mà lý trí lại không cho phép tôi làm điều đó. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của chú ta, thật sự tôi không thể nào kiềm chế được bản thân." Tôi liền gật đầu rồi nói: "Được ạ, để cháu dọn đống sách vở này rồi cháu nói chuyện với chú nhé." Tôi đứng dậy rồi cầm lấy những quyển vở đem đi cất. Nhưng rồi có một bàn tay to lớn đang cầm lấy quyển vở trên tay của tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn, thấy chú đang nhìn đăm đăm vào tôi. Hai mắt chạm vào nhau. Quang Tuấn buông tay của anh ra khỏi quyển vở, sau đó nắm lấy tay của Ngọc Mai. Anh kéo Ngọc Mai lại ngồi sát bên mình. "Chú, chú là người không tốt sao? Chú độc ác lắm có phải không?" Cả người tôi lúc này cứ cứng như tượng. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Hành động của chú ta làm tôi có một chút run, nhưng rồi tôi cũng cố gắng gượng cười rồi nói: "Chú rất tốt. Cháu vậy tại sao người ta lừa dối chúng?" Tôi rất khó hiểu, không biết tại sao chú ta hỏi như vậy. Tôi vội hỏi lại chú ta: "Ai lừa chú ạ? Chú nói cháu nghe được không?" Chú ta bỗng tiến lại,
ôm tôi thật chặt vào trong lồng ngực rắn chắc của chú ta. Tôi rất bất ngờ với hành động đó, nhưng khi cơ thể của tôi được áp sát vào lồng ngực của chú ta, tôi lại cảm thấy ấm áp. Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng cái cảm giác được chú ta ôm vào lòng. Tôi không muốn chú ta buông tay tôi ra khỏi người. Bỗng từ trên đỉnh đầu của tôi phát ra tiếng nói của chú ta. Chú từng rất yêu cô ấy, nhưng cô ấy không yêu chú. Chú đã sai lầm khi tự trách bản thân mình trong 2 năm qua. Ngọc Mai, chú mệt mỏi quá. Nghe những lời của chú nói, tôi liền nghĩ chắc chắn Nhã Đan đang lợi dụng hoặc là phản bội chú ta trong 2 năm qua. Chú ta thật đáng thương. Tôi ngước mặt lên nhìn chú ta rồi nói. Người đó làm gì khiến chú thất vọng sao ạ? Chú còn cháu mà, cháu sẽ luôn bên chú mỗi lúc chú buồn. Thật sao? Tôi gật đầu, rồi ánh mắt của tôi và chú lại nhìn nhau đăm đăm. Sau đó tôi không thể nào ngờ được rằng chú đã cúi xuống hôn lên môi của tôi. Tôi trố to mắt lên, đây là nụ hôn đầu tiên của tôi. Hai cánh môi ma sát vào nhau. Chú cần cháu ở bên chú, cháu cho chú được không? Chú Quang Tuấn. Anh nhìn Ngọc Mai để xem Ngọc Mai sẽ nói gì. Còn lúc đó, khi nhìn thấy chú ta có hành động như vậy, tôi muốn từ chối. Nhưng mà giờ đây, trái tim của tôi như bị tan chảy trong mật ngọt. Tôi muốn chú là của riêng tôi. Tôi thật sự yêu chú, chứ không còn là say nắng nữa. Tôi đã biết cảm giác đau lòng khi phải yêu đơn phương một người là thế nào. Tôi không muốn chú ta và Nhã Đan cứ quẩy nói vui vẻ trước mặt tôi. Nhã Đan lừa dối chú ta thì nhất định cô ta sẽ không được sống trong căn nhà này nữa. Nghĩ lại, tôi biết rằng mình sai khi làm điều này. Tôi luôn ghi nhớ rằng mình còn rất nhỏ, và điều quan trọng khi tôi ở Sài Gòn là để đi học và lo cho tương lai. Nhưng mà nhân duyên là do trời định. Lỡ thương chú rồi thì phải nói ra. Tôi giữ trong lòng mãi sẽ làm bản thân của tôi không vui mà thôi. Chú và Nhã Đan hiện tại là gì của nhau ạ? Chú không còn yêu Nhã Đan nữa. Nhưng mà chú làm vậy với cháu là vì chú đang buồn khi biết Nhã Đan có lỗi với chú phải không ạ? Không. Quang Tuấn trả lời Ngọc Mai ngắn gọn nhưng lại rất nghiêm túc. Quang Tuấn rất cần Ngọc Mai. Sự xuất hiện của Ngọc Mai chỉ vỏn vẹn có vài ngày đã làm thay đổi được con người Quang Tuấn. Anh là một người kiệm lời và rất lạnh lùng. Nhưng từ khi có Ngọc Mai ở đây thì quan điểm về cuộc sống của anh lại khác. Thật sự mà nói, lúc này anh không muốn mất Ngọc Mai. Chú Quang Tuấn, cháu thích chú. Con bé ngốc này, còn nhỏ mà yêu đương cái gì hả? Cháu 18 tuổi rồi đấy. Xin lỗi, tâm trạng chú đang không tốt nên hành động không có suy nghĩ. Cháu thay đồ đi, chú đưa cháu đi siêu thị. Tiện thể ở đó cũng có khu vui chơi nữa. Chú sẽ đưa cháu đi. Tôi có hơi thất vọng với câu trả lời của chú ta, nhưng rồi tôi cười nhạt và nói, cháu mặc thế này không được sao ạ? Chú thích cháu mặc quần jean với áo thun hơn. Cháu không thích, thế này đẹp mà chú. Thôi đi chú, cháu xuống phòng khách đợi chú trước nhé. Không đợi chú ta trả lời, tôi đã đứng dậy rồi bước đi thẳng ra bên ngoài. Nhưng mà khi cánh cửa đóng lại thì vẻ mặt háo hức không còn nữa. Ánh mắt của tôi lúc này nhìn xa xăm. Tôi buồn lắm, nhưng mà tôi vẫn cố gắng để không bộc lộ cảm xúc ra. Tôi không muốn chú ta phải thấy tôi buồn. Cất bước đi xuống từng bậc cầu thang thật nhanh, để khi chú ta bước ra sẽ không thấy tôi đứng ở đó nữa. Tôi đi thẳng đến phòng khách rồi tiến lại ghế sofa ngồi xuống. Bên trong phòng lúc này, Quang Tuấn vẫn chưa đi ra khỏi phòng của Ngọc Mai. Không hiểu vì sao tâm trạng của anh lúc này có chút vui, môi anh lại nhếch lên một đường cong. Anh nghĩ chắc có lẽ anh cũng đã cảm mến Ngọc Mai nên rất muốn tiếp cận và nói chuyện với Ngọc Mai. Chỉ biết nói mài câu thôi mà anh đã thấy thoải mái hơn trước rất nhiều. Ngắm nhìn lại căn phòng của Ngọc Mai xem có thiếu thứ gì không, sau đó Quang Tuấn mới đứng dậy rồi bước đi ra khỏi phòng. Quang Tuấn đi một mạch xuống phòng khách, đã thấy Ngọc Mai ngồi ở ghế sofa. Anh nói, Ngọc Mai, đi thôi. Vâng. Bước ra trước sân nhà thì một tên đàn em đã đi lại cúi đầu nói, anh muốn đi đâu sao? Để em chuẩn bị xe. Không cần đâu, Ngọc Mai theo chú. Nói rồi anh cất bước đi. Nhưng mới chỉ đi được 3 bước, anh bỗng xoay người lại, nhìn lên hướng cửa sổ phòng của Nhã Đan. Anh thấy rõ Nhã Đan đang ở sau tấm rèm cửa sổ. Vẻ mặt của anh lúc này lạnh như băng. Tôi không hiểu sao chú lại không đi tiếp. Tôi hỏi,
Sao vậy chú? Chú không muốn đi nữa sao ạ? Không có, đi thôi cháu. Quang Tuấn và Ngọc Mai bước vào bên trong hầm. Anh đá mắt ý bảo Ngọc Mai hãy mở cửa ghế lái phụ rồi bước vào, còn anh thì ngồi ghế lái chính. Tôi có chút run vì cứ nghĩ chú sẽ cho tài xế lái xe, nhưng mà tôi lại không ngờ được giờ đây người lái xe là chú Quang Tuấn. Chú lái xe bằng một tay sao ạ? Nguy hiểm lắm đấy. Cháu không đi nữa đâu. Cháu sợ chết sao? Câu hỏi đó của chú ta làm tôi run hơn nữa. Tôi rất sợ vì lỡ mà có chuyện gì tôi không biết phải làm sao. Tôi rất sợ đau và không muốn nghe thấy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Tôi cũng không muốn da thịt của tôi bị chảy xước chỗ nào cả. Thấy biểu hiện của Ngọc Mai như vậy, Quang Tuấn không nỡ để Ngọc Mai sợ. Quang Tuấn đành khởi động máy rồi lái xe ra khỏi hầm. Sau khi đi ra khỏi cổng căn biệt thự thì Quang Tuấn từ từ đưa tay phải của anh lên. Ánh mắt của Ngọc Mai lúc này cũng nhìn đăm đăm vào tay phải của anh. Khóe môi của anh bỗng tạo ra một đường cong, sau đó nói: Còn run không? Tôi rất bất ngờ khi thấy cánh tay của chú đã hồi phục rồi. Tôi ấp úng nói: Chú, tay của chú bình thường rồi sao ạ? Không được nói với ai đâu nhé, biết chưa? Vâng, cháu biết rồi ạ. Mắt tôi sáng rỡ lên vì vui mừng khi thấy tay của chú ta không còn đau nữa. Tôi nhìn thẳng vào mặt của chú ta, đúng quả thật là khuôn mặt không có một góc chết. Chú ta thật sự rất đẹp trai, người lại phong độ, cơ bắp lực lưỡng. Nói đúng hơn là ai nhìn thấy cũng sẽ chết mê chết mệt. Nhưng rồi tôi có một chút khựng người lại, cố chấn chỉnh lại cảm xúc. Thật là điên rồ khi tôi suy nghĩ như vậy. Tôi và chú ta sẽ không đến được với nhau đâu. Tôi phải cố giữ bình tĩnh, không được cứ ngắm nhìn chú ta mãi như vậy. Cháu không vui sao? Cháu vui lắm. Cháu không nghĩ là sẽ được chú đích thân lái xe thế này. Vậy sau này chú sẽ đưa cháu đi học? Tôi từ từ nhìn qua chú ta, tôi nói: Trường của cháu chỉ cách một cây số thôi, cháu có thể đi bộ đến trường mà. Vậy chuyển trường đi. Câu nói của chú ta làm tôi ngơ ngác. Tôi không biết tại sao chú ta lại muốn đưa tôi đi học. Nếu mà như vậy không phải sẽ phiền phức lắm sao? Đang quanh quẩn với dòng suy nghĩ thì bỗng chú ta hỏi tôi: Cháu từng yêu ai chưa? Cháu chưa yêu bao giờ. Vậy tốt rồi. Sao lại tốt hả chú? Quang Tuấn cười nhạt rồi nói: Cháu còn bé nên suy nghĩ tới việc học hành để lo cho cuộc sống sau này. Cháu không nghĩ tới việc yêu đương đâu. Vậy bao nhiêu tuổi mới được yêu hả chú? Bằng tuổi của chú. Câu trả lời của chú làm tôi cảm thấy buồn cười. Tôi chề môi rồi nói vu vơ: Lúc đó thì ai thèm yêu cháu nữa chứ. Vừa lúc đó cũng đến siêu thị. Quang Tuấn lái xe đi thẳng đến bãi đậu sau, sau đó mới xoay qua nhìn Ngọc Mai rồi nói: Nếu mà lúc đó không có ai yêu thì chú sẽ yêu cháu. Nói rồi chú ta mở cửa xe bước ra. Khi cánh cửa xe được đóng lại, tôi mới nói, nhưng mà chỉ mỗi mình tôi nghe thấy: Nhưng cháu lại muốn yêu chú ngay bây giờ. Cố gắng gượng ra một nụ cười tươi để không cho chú ta biết được tâm trạng hiện tại của tôi. Tôi thấy chú ta đi vòng qua ghế lái phụ. Tôi biết là chú ta muốn mở cửa xe cho tôi, nhưng mà tôi đã với tay lên tự mở cửa xe rồi bước ra. Hành động của tôi làm vẻ mặt của chú ta cứng đơ. Tôi không muốn không khí bị trùng xuống nên tôi lên tiếng trước: Chú vào thôi. Được rồi. Chú và tôi bước đến thang máy để lên tầng. Trong thang máy lúc này nhiều người chen chúc làm tôi phải đứng gần chú ta. Bỗng một người đàn ông cao to bước vào. Những người phía trên của tôi đều lùi về sau vài bước, và tôi cũng thế. Nhưng rồi chú ta vòng tay ôm lấy người của tôi, kéo tôi áp sát vào lồng ngực của chú ta. Tôi ngỡ ngàng, vẫn chưa định hình được, nhưng mà tôi cảm nhận được rõ hơi ấm từ sống lưng của tôi. Tôi từ từ xoay mặt lại, rồi nhìn chú ta tôi nói: Chú, cháu có sao không? Tôi lắc đầu rồi tạo ra một đường cong cười như không cười. Thang máy đang đi lên tầng 3 là tầng của khu mua sắm, ăn uống và vui chơi. Cánh cửa thang máy cuối cùng cũng được mở ra. Chú ta bỏ cánh tay ra khỏi người của tôi. Sau đó tôi và chú ta bước đi ra khỏi thang máy. Khi đi được vài bước thì trước mặt của tôi là một shop quần áo. Tôi tò mò nhìn vào bên trong thì bỗng chú ta kéo tay tôi bước thẳng vào. Tôi liền kéo tay chú ta lại rồi nói: Chú, khoan đã, chú muốn mua quần áo sao ạ? Quang Tuấn xoay mặt nhìn Ngọc Mai rồi nói: Chú muốn tặng cháu vài bộ quần áo mặc đi học. Nghe chú ta nói vậy, tôi vui lắm,
nhưng mà tôi không muốn lãng phí. Quần áo và đồ dùng của tôi lần trước đã mua sắm rất nhiều, tôi không biết đến bao giờ mới mặc được hết, mà bây giờ mua tiếp thì tôi không biết phải chất ở đâu nữa. Tôi lắc đầu rồi nói, cháu không muốn mua quần áo đâu, cháu muốn đến khu vui chơi. Chú, đi thôi. Tôi nắm lấy lòng bàn tay của chú ta rồi kéo chú ta đi lại khu vui chơi. Nhìn thấy mọi người ở đây chơi những trò chơi điện tử làm tôi thích thú. Thấy tôi như vậy, chú ta liền đi đến quầy để mua thẻ rồi cùng tôi chơi những trò chơi đó. 15 phút sau, chú ơi, chú chơi dở quá đi, chú xem cháu này. Quang Tuấn thật sự khó chịu. Anh đang chơi gắp thú bông, nhưng mà chỉ mới 15 phút trôi qua, anh đã thất bại tận 8 lần. Trên trán của anh lúc này cũng lắm mồ hôi. Nghe thấy lời Ngọc Mai nói mà anh muốn điên tiết lên. Anh lùi xuống phía sau để cho Ngọc Mai chơi tiếp lần thứ 9. Chú thấy chưa? Cháu sẽ lấy ra con gấu đó cho chú xem. Nhưng rồi con gấu đó lại bị trượt. Tôi thích con gấu bông đó, nhưng mà thật sự muốn sở hữu nó thật khó. Tôi lắc đầu xua tay nói, cháu tức quá, không chơi nữa đâu. Quang Tuấn thấy biểu cảm trên mặt của Ngọc Mai lúc này mắc cười lắm. Anh xoay mặt qua một hướng khác thì thấy một nhà hàng buffet. Anh vội quay qua nắm tay của Ngọc Mai, anh nói, đi ăn thôi. Ờ, nhưng mà... Chú ta vẫn chưa nghe câu trả lời của tôi, đã kéo tôi về phía trước. Bước vào bên trong nhà hàng, chú ta đến quầy mua hai vé buffet đặc biệt. Rồi sau đó, chú ta chỉ tôi cách đi lấy thức ăn. Tôi thấy thích thú lắm khi được ăn kiểu này. Vừa được ăn cả lẩu này và cả đồ nướng nữa, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Chú ta kêu ra thêm một chai rượu vang đỏ, rót ra một ly. Tôi nhìn đăm đăm vào chai rượu rồi hỏi chú ta, sao mà chú uống rượu có một mình vậy? Cháu uống cùng được không ạ? Cháu còn bé không được uống biết chưa? Vâng. Ngọc Mai gật đầu. Anh rất hài lòng khi thấy Ngọc Mai rất ngoan ngoãn. Anh nhìn hướng phục vụ rồi kêu ra một lon nước ngọt cho Ngọc Mai. Cháu có muốn ăn thêm gì không? Nhiều lắm rồi chú. Chú ăn đi, đừng quan tâm đến cháu như vậy chứ. Quang Tuấn cầm ly rượu lên rồi uống một ngụm. Cảm nhận hương vị vừa chát vừa đứng của rượu, anh cười nhạt rồi nói, sao mà chú không được quan tâm cháu? Ngọc Mai buông đôi đũa trên tay xuống. Vẻ mặt của Ngọc Mai lúc này rất trầm tư. Ngọc Mai nói, chú có biết không, chỉ mới ở gần chú có vài ngày thôi mà cháu cảm thấy rất là thích đấy. Cháu biết cháu đã say nắng chú rồi, nhưng mà cháu cũng rất muốn sẽ gạt bỏ suy nghĩ đó đi. Cháu còn rất nhỏ, không được nói chuyện tình cảm phải không chú? Ngọc Mai này, chú mến cháu lắm đấy, nhưng mà hiểu cho chú được không? Cháu xin lỗi khi làm chú khó xử. Cháu sẽ cố gắng học hỏi để lo cho cuộc sống sau này của cháu. Cháu cảm ơn chú đã đưa cháu đi chơi. Chú ăn đi, không là đồ ăn nguội hết bây giờ. Tôi cố gắng gượng ra một nụ cười thật tươi, rồi gắp miếng thịt bò từ nồi lẩu bò bỏ vào bát của chú ta, sau đó nói, chú ăn nhiều vào nhé. Cháu cũng ăn đi, rồi chú sẽ đưa cháu đi mua thức ăn nấu bữa tối. Vâng, nhưng mà tối nay cháu có hẹn với bạn rồi. Vẻ mặt của Quang Tuấn lúc này bỗng xám xịt. Anh gắp nhanh miếng bò cho vào miệng rồi nghiến răng nói, đi chơi tới khi nào về rồi nấu? Nếu mà như vậy thì chú sẽ đói bụng đấy. Để cháu nói với bà quản gia hay là chị Kiều Linh giúp cháu nấu bữa tối cho chú nhé. Không cần đâu, cháu ăn nhanh đi, chú no rồi. Quang Tuấn hậm hực cầm lấy ly rượu lên uống cạn. Nhưng mà nhìn nét mặt của Ngọc Mai lúc này vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, làm anh thêm bực tức. Không hiểu lý do vì sao, khi anh nghe Ngọc Mai nói tối nay đi chơi thì anh cảm thấy bức bối trong người. Anh chắc chắn một điều rằng người mà tối nay đi cùng với Ngọc Mai là nam chứ không phải là nữ. Khi sáng này, lúc anh bật điện thoại của Ngọc Mai để lấy số điện thoại, anh không muốn tình trạng như lần trước lặp lại. Lúc đó anh rất lo lắng mà không biết cách làm sao để mà liên lạc. Giá như anh xem số điện thoại gọi đến khi sáng này là ai thì hay biết mấy. Ăn uống xong xuôi thì Quang Tuấn đưa Ngọc Mai xuống tầng dưới để mua rau củ và trái cây. Mặc dù có hơi tức giận việc Ngọc Mai không nghe lời của anh, nhưng mà anh không muốn Ngọc Mai thiệt thòi. Anh đưa Ngọc Mai đến quầy đồ ăn vặt và mua rất nhiều trà sữa, sữa chua, bánh kẹo cho Ngọc Mai. Sau đó Quang Tuấn tay xách nách mang cả đống đồ vừa mới thanh toán đi xuống hầm xe. Ngọc Mai có nói với anh để Ngọc Mai xách hộ, nhưng mà anh không cho. Anh có thể xách được mà, không cần sự trợ giúp của ai cả. Còn tôi lúc này thấy chú Quang Tuấn như vậy,
Tôi có chút tức cười. Biết như thế tôi sẽ không mua nhiều đồ đến như vậy rồi. Giờ đây nhìn bộ dạng chật vật của chú làm tôi cảm thấy vô cùng thương xót. Nhưng len lỏi trong con tim nó đang đập loạn lên vì hành động của chú ta ga lăng quá. Trên đường về nhà tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng quả thật tôi còn nhỏ, tôi không nên suy nghĩ về chuyện yêu đương sớm thế này. Tôi đúng là một đứa con nít. Ai đời là con gái mà đi thổ lộ tình cảm với một người đàn ông, mà người đó là bạn thân của chú tôi nữa chứ. Tôi quá bồng bột rồi. Tự nhiên lại đi buồn rầu về những việc không đáng có, trong khi chú ta chỉ xem tôi là cháu gái. Cái cảm giác đơn phương này thật thú vị làm sao. Nó làm tôi vui, nhưng mà cũng có những lúc làm tôi rất buồn. Nhìn ra đường phố, xe cộ qua lại tấp nập. Đất thành phố này thật sự lớn quá. Ngoài kia còn rất nhiều thứ để tôi khám phá. Hít vào một hơi sâu, tôi thở ra rồi nở trên môi một nụ cười. Tôi nghĩ lúc này cái mà tôi cần học hỏi và trau dồi kinh nghiệm để lo cho cuộc sống tốt đẹp sau này. Tuổi 18 là tuổi của thanh xuân. Tôi muốn thanh xuân của mình phải thật đẹp. Tôi không được có cái tính trẻ con thế nữa. Tình yêu là một thứ gì đó rất cao cả. Tôi phải trao trái tim của mình cho đúng người. Tôi muốn người tôi yêu sẽ đi cùng tôi đến hết con đường còn lại. Những lời chị Kiều Linh nói rất đúng. Tôi và chú Quang Tuấn tuy ở gần nhưng mà lại rất xa. Vì thế giới của chú ta không bao giờ có tên của tôi, và thế giới của tôi cũng sẽ không bao giờ chú ta bước vào. Quang Tuấn nhìn lên kính chiếu hậu thì bắt gặp ánh mắt vô hồn của Ngọc Mai. Nó làm cho con tim của anh đập loạn xạ. Khuôn mặt xinh xắn, tính tình hòa đồng, lại dễ thương. Dường như anh đối với anh lúc này, Ngọc Mai không còn đơn giản là một người cháu nữa, mà là một người bạn nhưng vẫn chưa đến mức gọi là người yêu. Anh lúng túng lắm khi mà không xác định được trong tim của Ngọc Mai là gì. Môi anh nhếch lên một đường cong rồi nói: "Cháu suy nghĩ gì sao?" Tôi cũng đang trong dòng suy nghĩ, nhưng khi nghe chú ta nói, tôi từ từ quay mặt qua nhìn chú ta rồi nói: "Đâu có đâu chú. Sắp đi học rồi, lo ôn lại bài đấy. Nếu mà có bài gì khó cứ mang qua phòng cho chú, chú giúp cháu giải." Tôi gật đầu nhìn về phía trước. Sau một đoạn đường dài thì cuối cùng chú ta và tôi đến biệt thự. Đúng là lẹ thật đấy, mới đó thôi mà đã kết thúc một buổi đi chơi rồi. Xe của chú vừa đậu trước cổng, đã có vệ sĩ ra mở cổng. Chú cho xe chạy vào bên trong, sau đó mở cửa xe bước ra. Về đến nhà thì chú không còn xách đồ nữa mà giao lại cho mấy tên vệ sĩ. Sau khi bước vào bên trong nhà, tôi đành ngậm ngùi ôm lấy đống đồ ăn vặt đi thẳng lên phòng. Đem đống đồ ăn để trên bảng trang điểm, tôi mệt mỏi ngả người rơi tự do xuống giường. Tầm 30 phút sau, bỗng có tiếng gõ cửa phòng phát ra. Tôi không biết có phải là chị Kiều Linh lên tìm tôi không. Tôi sợ chị Kiều Linh sẽ hỏi tôi về việc sao lại đi cùng với chú Quang Tuấn. Chỉ biết thở dài ngán ngẩm, tôi ngồi dậy bước xuống giường, đi ra để mở cửa. Đúng như dự đoán của tôi, cánh cửa vừa được mở ra đã thấy chị Kiều Linh đứng trước cửa phòng. Nhưng mà không phải là mỗi chị Kiều Linh mà còn vài người đàn ông phía sau đang cùng nhau vác một cái kệ khá lớn, một cái bàn học và cái ghế nữa. Tôi có chút khựng người lại vì không biết mấy thứ này từ đâu mà ra. Tôi nép người qua một bên cho bọn họ đưa đồ vào phòng. Chị Kiều Linh cũng bước vào trong, chỉ bọn họ chỗ đặt nó ở đâu. "Chị Kiều Linh, những thứ này ở đâu thế chị?" "À, là cậu chủ mua tặng em đấy. Thôi, em sắp xếp tập sách lại lên kệ đi, chị xuống dưới nhà đây." "Dạ vâng." Khi cánh cửa phòng được đóng lại, tôi mới đi lại giường, ngồi nhặt những quyển vở lên. Sau đó tôi đem lại bàn sắp xếp cho ngăn nắp. Một lúc sau thì tôi bắt đầu sắp đến kệ bánh ăn vặt. Nghĩ lại, tôi thấy chú Quang Tuấn đúng quả thật rất tốt với tôi. Những điều nhỏ nhặt thế này cũng đủ để tôi cảm thấy được chú ta là một người đàn ông tốt, biết quan tâm đến người khác. Tôi cười nhạt, đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ để đi tắm. Tiện tay chuẩn bị luôn một cái váy suông để mà tối nay đi uống cà phê với Đình Hiếu. Loay hoay một lúc cũng đã đến tối, tôi nhanh chân bước xuống giường, đi thẳng vào nhà tắm thay bộ váy. Một lúc sau tôi bước ra đến bàn trang điểm, lấy ra một thỏi son. Tôi tô son nhìn vào gương rồi mỉm cười. Nhất định tôi sẽ đi chơi cùng với Đình Hiếu thật vui. Tôi sẽ nhờ Đình Hiếu chỉ tôi đường phố và mọi ngóc ngách ở Sài Gòn. Tôi dành thời gian nhiều hơn để tận hưởng những ngày cuối cùng này. Tôi muốn tâm trạng của tôi phải thật thoải mái, không muốn vấn vương về bất cứ điều gì nữa. Chỉ có 3 ngày nữa thôi tôi phải đến trường rồi.
lúc đó tôi phải chú tâm vào việc học để có được thành quả cao. Bước ra khỏi phòng nhưng không quên bỏ tờ giấy địa chỉ vào giỏ sách. Lần này mà lạc đường nữa thì không biết làm sao có thể về nhà. Tôi bước thẳng xuống phòng khách thì đụng mặt với chị Kiều Linh. Chị Kiều Linh thấy tôi thì liền cười nói: "Em đi chơi sao? Về sớm nhá." "Vâng, em sẽ về sớm thôi, em đi nha chị." Ngọc Mai cười tươi rồi bước thẳng ra phía cửa. Bóng lưng của Ngọc Mai lúc này xa dần thì Quang Tuấn từ trên cầu thang bước xuống. Anh nhìn thẳng ra hướng cửa. Không hiểu sao tâm trạng của anh lúc này có chút bất an. Anh không cảm thấy vui khi Ngọc Mai đi chơi với đàn ông như vậy. Kiều Linh thấy Quang Tuấn thì nhanh chân bước lại rồi cúi đầu chào Quang Tuấn. Kiều Linh nói: "Đại ca vào ăn tối." "Ăn trước đi, tôi không có đói." Nói rồi Quang Tuấn bước đi thẳng lại ghế sofa ngồi xuống. Anh mệt mỏi ngả người ra phía sau, mắt nhắm nghiền lại. Từ trên cầu thang, Nhã Đan bước xuống đi lại ngồi kế bên anh. Nhã Đan ôm lấy cơ thể của anh rồi vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cô ta nói: "Quang Tuấn, anh ăn gì chưa vậy?" Anh từ từ mở mắt ra rồi nhìn Nhã Đan. Cái ôm này của cô ta không còn ấm áp như ngày nào, mà nó lại làm cho con tim của anh thêm lạnh giá. Anh cần một vòng tay ấm áp ngay lúc này để xoa dịu đi trái tim lạnh băng của anh. Ánh mắt của anh nhìn đăm đăm vào Nhã Đan, rồi anh nói thầm trong bụng: "Thật ra em là ai hả Nhã Đan? Sao em làm như vậy với tôi chứ? Tôi đã yêu lầm người sao? Không lẽ bao năm qua em đến với tôi vì tiền sao? Tôi chu cấp cho em rất nhiều, em đến với tôi vì tiền có đúng không? Hay là em đang muốn lấy mạng tôi hả Nhã Đan?" Mắt của Quang Tuấn lúc này bỗng đỏ ngầu lên. Cô ta buông cơ thể của anh ra rồi ngước lên nhìn anh. Thấy được ánh mắt đó làm Nhã Đan có chút lo sợ. Cô ta liền hôn một cái vào môi của anh, sau đó nói: "Anh làm sao vậy hả Quang Tuấn? Đã lâu rồi anh đâu có đưa em đi ăn. Hay hôm nay em và anh đi ăn nhé. Em đang rất muốn được ra bên ngoài đấy." "Chỉ đi ăn thôi sao? Em có muốn đi đâu nữa không?" Nhã Đan cười tươi rồi vòng qua cánh tay qua cổ của Quang Tuấn. Cô ta nói: "Đi đâu cũng được mà, miễn là có anh và em." "Anh và em thôi sao?" Cô ta gật đầu lia lịa, sau đó đứng dậy kéo lấy cánh tay của anh. Quang Tuấn nhíu mày làm ra vẻ mặt đang bị đau. Cô ta vội buông cánh tay phải của anh ra, sau đó hốt hoảng nói: "Ôi, em xin lỗi anh nhé, em không cố ý đâu, em quên mất tay phải của anh đang bị thương." "Đi thôi." Quang Tuấn đứng bật dậy đi thẳng xuống hầm gửi xe. Nhã Đan cũng đi theo phía sau. Nhưng khi đi ra đến xe thì Nhã Đan lại ngăn Quang Tuấn lại. Cô ta nói: "Để em lái xe cho." "Không cần đâu, anh tự lái được." Quang Tuấn mở cửa xe bước vào bên trong. Anh chắc chắn một điều rằng Nhã Đan muốn đưa anh đi là có mục đích, vì rất ít khi anh lái xe thế này. Anh không ngần ngại việc Nhã Đan đang có ý đồ với anh. Anh muốn xem Nhã Đan sẽ làm gì. Quay lại, Ngọc Mai lúc này mới từ trong xe bước ra. "Lần đầu tiên tôi bắt xe đi thế này, nhưng mà tôi cảm thấy cũng rất tiện lợi." Bước vào quán cà phê, tôi thấy Đình Hiếu ngồi ở góc bàn gần cửa sổ. Tôi tiến lại ngồi xuống, sau đó tôi nói: "Đình Hiếu, anh đến lâu chưa?" Đình Hiếu đang ngồi lướt điện thoại, nhưng khi nghe thấy tiếng của Ngọc Mai, Đình Hiếu ngước lên rồi cười tươi nói: "Em đến rồi sao? Anh đưa em đi chơi nhé." "Vậy thì tốt quá, em không có tâm trạng đọc sách đâu. Em đang buồn lắm đây này, mình đi luôn đi anh." "Được đấy." Đình Hiếu cười rồi bảo nhân viên đến tính tiền. Sau đó anh tiến lại quầy nước, mua một ly nước ép trái cây. Đình Hiếu xoay người lại rồi nói với Ngọc Mai: "Em ra bãi đậu xe đợi anh nhé. Anh đi vệ sinh rồi ra ngay." "Vâng, em ra trước nhé." Tôi không suy nghĩ gì nhiều, bước nhanh ra bãi đậu xe. Đình Hiếu lúc này cầm ly nước ép đi thẳng vào nhà vệ sinh. Vài phút sau, Đình Hiếu cũng bước ra chỗ của tôi đang đứng. Đình Hiếu tiến lại chiếc xe tay ga rồi mang ly nước trái cây lên móc lên xe. "Em mặc váy xinh lắm, em ngồi một bên đi, ôm chặt anh vào nhé." Tôi quên mất, đâu phải ai cũng có xe bốn bánh đâu. Tôi muốn đi chơi mà lại mặc cái váy suông thế này thì không ngồi xe hai bánh được, chỉ còn cách ngồi lệch sang một bên như Đình Hiếu nói. Đình Hiếu để máy rồi chạy đi. Tôi gượng gạo vô cùng vì lần đầu tiên tôi ngồi thế này, tôi không có chút quen nào cả. Xe đi được một đoạn thì Đình Hiếu với tay lấy ly nước ép cho tôi uống.
Em uống đi rồi anh đưa đi chơi. Anh mua cho em mà lại quên đưa. Em uống hết đi, không mà nó tan đá sẽ không ngon đâu. Em cảm ơn anh nhé. Nghe Đình Hiếu nói cũng đúng, nếu mà không uống hết nước ép sẽ không ngon nữa. Với lại thể tích ly nước này cũng khá nhỏ chứ không lớn, nên tôi cầm lấy uống hết cả ly. Đình Hiếu nhìn qua kính chiếu hậu thấy Ngọc Mai đã uống hết ly nước. Anh bỗng dừng xe lại rồi kêu tôi đưa ly nước Đình Hiếu vứt đi. Hành động của Đình Hiếu làm tôi cảm thấy anh ta đúng quả thật là một người văn minh. Chiếc xe lại một lần nữa lăn bánh. Nhưng mà lần này lại khác. Một chiếc xe siêu xe đang chạy với vận tốc như rùa bò của Quang Tuấn đang bám đuôi theo xe của Đình Hiếu. Vài phút trước, Quang Tuấn đang lái xe trên đường, mặc cho Nhã Đan đặt ra rất nhiều câu hỏi cho anh. Anh không quan tâm mà chỉ tập trung lái xe bằng tay trái. Liếc mắt nhìn ra phía cửa kính, anh nhíu chặt mày lại khi nhìn thấy Ngọc Mai đang ngồi trên chiếc xe máy. Nhưng mà người lái là đàn ông. Tướng tá người đó không tệ, nhưng mà nói đúng hơn là không bao giờ so sánh được với Quang Tuấn. Anh không chần chừ mà vòng xe lại, bám đuôi theo tên đàn ông đó. Và anh cũng rất muốn biết tên đó sẽ đưa Ngọc Mai đi đâu. Ánh mắt của anh giờ đây như nổ ra tia lửa đỏ. Nhã Đan nhìn thấy thôi cũng đã run người lên rồi. Nhưng khi cô ta nhìn về phía trước thì thấy Ngọc Mai. Cô ta nhếch môi lên cười vì hiểu được lý do vì sao Quang Tuấn lại có biểu hiện như thế. Anh đi theo Ngọc Mai sao? Im lặng đi. Còn tôi lúc này thì cảm thấy cả người vô cùng khó chịu. Người tôi bắt đầu nóng ran như lửa đốt. Tôi không còn thấy rõ được mọi thứ. Xe vẫn còn chảy, nhưng mà tôi nhìn thấy trước mắt là cái gì đó rất huyền ảo. Bỗng chiếc xe quẹo vào một con đường, đi thẳng vào trong là một ngôi nhà hoang. Đình Hiếu liền dừng xe lại, sau đó đá chân trống xuống. Đình Hiếu xoay lại phía sau, ôm chầm lấy cơ thể của tôi. Anh làm gì vậy? Sao mà tôi cảm thấy khó chịu quá? Vào đây với anh, em sẽ hết khó chịu thôi. Anh đã chuẩn bị mọi thứ hết rồi. Buông tôi ra đi. Tôi vùng vẫy chống cự, không cho Đình Hiếu kéo tôi vào bên trong. Nhưng mà không ngờ được rằng anh ta đã thô bạo, xoay người lại, tát thẳng vào mặt của tôi một cái đau điếng. Tôi không thể nào tin được những việc đang xảy ra trước mắt của tôi là sự thật. Đình Hiếu nhào đến, xé toạc cái váy của tôi. Bỗng có tiếng đạp cửa mạnh phát ra. Quang Tuấn bước vào, nắm lấy tóc của Đình Hiếu. Anh hét lên. Thằng chó, mày muốn chết có đúng không hả? Mày là ai? Thả tao ra. Khi nãy xe của anh không chạy được vào trong hẻm nên anh phải bước xuống đi bộ vào bên trong. Còn Nhã Đan, cô ta không rảnh mà đi vào nên ngồi lại ở trong xe. Khi bước gần đến cuối đường, anh kinh ngạc vô cùng, bởi vì trước mắt của anh là một căn nhà hoang. Những tiếng hét thất thanh của tôi vang vọng làm tim anh đau như cắt. Anh chạy nhanh vào, đã thấy cái váy của Ngọc Mai trước cửa nhà hoang. Anh điên tiết đập mạnh cửa rồi bước vào. Những cú đấm liên tục vào mặt của Đình Hiếu. Anh đạp thẳng vào bụng của Đình Hiếu, làm anh ta ngã xuống đất. Anh tiến lại gần, đập lên đầu của Đình Hiếu rồi nghiến răng nói. Mày muốn chết có đúng không hả? Tao cho mày chết. Mày có biết con bé còn rất nhỏ không? Tha cho tôi đi mà. Tôi xin anh, tôi không dám nữa đâu. Muốn tao tha thì mày đi chết đi. Quang Tuấn nói xong câu đó, anh đạp thẳng vào hạ thân của Đình Hiếu. Anh ta vì quá đau mà hét lên đến chói tai. Sau đó Đình Hiếu ngất lịm đi. Còn tôi không ngừng khóc nấc lên, cả người uốn éo lại vì thuốc làm cơ thể của tôi khó chịu. Quang Tuấn lúc này bước đi ra rồi vòng tay qua ôm chặt lấy Ngọc Mai. Ánh mắt của anh vẫn còn đỏ ngầu giận dữ, nhưng mà anh không muốn làm cho Ngọc Mai phải sợ. Anh từ từ vớt lấy tấm lưng của Ngọc Mai rồi nói. Chú đến rồi đây, không có ai làm gì cháu nữa cả. Không được khóc nữa Ngọc Mai. Chú ơi, cháu sợ quá. Chú ơi. Ngọc Mai, chú đưa cháu về, không được khóc nữa. Chú thương, không được khóc nữa nào. Quang Tuấn từ từ buông Ngọc Mai ra. Sau đó anh cởi bỏ áo vest trên người của mình, mặc vào cho Ngọc Mai. Ngọc Mai cũng từ từ ngước lên nhìn Quang Tuấn. Khuôn mặt lúc này đầm đìa nước mắt. Tôi cúi thấp người xuống, không để cho chú ta thấy ngực của tôi, rồi từ từ đưa tay lên mặc áo vest của chú ta vào. Tuy áo chỉ qua mông một chút nhưng cũng che đi được phần nào. Chú ta bế thốc tôi lên xe. Chú, cháu khó chịu quá. Cháu khó chịu quá. Về nhà tắm là hết thôi mà. Vâng, nhưng mà cháu đi được. Chú bỏ cháu xuống đi.
Không chị Nhã Đan mà nhìn thấy sẽ biết là tay của chú khỏi rồi đấy. Không sao đâu. Mắt tôi vẫn cứ rơi lệ mà không thể nào kiềm lại được. Tôi thật ngu ngốc khi dễ tin người như vậy. Ngước nhìn chú Quang Tuấn, tôi không thể nào tin được chú đến cứu tôi. Sự xuất hiện của chú làm tôi bất ngờ và cảm kích. Nhưng mà nhìn vào ánh mắt của chú làm tôi rất muốn suy nghĩ đến việc nam nữ. Người tôi càng lúc càng nóng hơn và ngứa ngáy. Tôi không ngừng run rẩy lên. Tôi chỉ muốn về nhà nhanh nhất có thể. Cháu khó chịu quá đi mất. Cố lên nào. Nhã Đan ngồi bên trong xe thì thấy Quang Tuấn đang bế Ngọc Mai. Cô ta nhíu mày khó hiểu. Nhưng rồi cô ta lắc đầu cười nhếch mép. Sau đó cô ta làm ra cái vẻ mặt hốt hoảng, mở cửa xe rồi bước ra ngoài. Quang Tuấn, có việc gì sao? Ngọc Mai, em bị làm sao thế? Quang Tuấn vẫn bế Ngọc Mai mà không bỏ xuống. Anh vẫn không để lời của Nhã Đan vào tai. Anh đi lại cửa ghế sau rồi nói. Nhã Đan, mở cửa rồi em lái xe về nhà nhanh đi. Vâng. Nhã Đan tiến lại mở cửa xe ra cho Quang Tuấn. Khi đã lên xe, anh ôm Ngọc Mai chặt hơn nữa. Anh biết Ngọc Mai đã bị đình hiếu cho uống thuốc kích dục. Giờ đây chỉ có nước lạnh mới giúp được Ngọc Mai mà thôi. Tôi cố gắng kiềm chế lại bản thân. Thật sự lúc này bàn tay của tôi chỉ muốn sờ lồng ngực rắn chắc của chú. Tôi bấu chặt tay lại. Móng tay của tôi cũng khá dài nên khi bấu lại cũng rất đau. Nhưng mà tôi cố gắng gượng không cho bản thân có hành động đi quá giới hạn với chú ta. 10 phút sau, chiếc siêu xe đậu trước cổng biệt thự. Anh nhanh tay mở cửa xe rồi bế Ngọc Mai đi lên phòng. Bước vào phòng khách, anh thấy Phúc An đang ngồi xem TV. Bước chân của anh khựng lại, nhưng rồi anh cũng đi lướt qua mặt của Phúc An như một ngọn gió. Khi Quang Tuấn lên bậc cầu thang thì lúc này Phúc An mới đưa tay lên gãi đầu rồi nói. Nó bế ai vậy hả? Không lẽ Nhã Đan có chuyện gì sao? Em bình thường, không có gì cả. Giọng nói của Nhã Đan từ ngoài cửa bước vào. Cô ta liền tiến lại ngồi xuống đối diện với Phúc An. Cô ta nói tiếp. Ngọc Mai trúng thuốc kích dục rồi. Phúc An nghe thấy Nhã Đan nói như vậy thì rất kinh ngạc. Phúc An trố to mắt lên nhìn đăm đăm vào Nhã Đan rồi hỏi lại. Em nói sao hả Nhã Đan? Người khi nãy Quang Tuấn bế là Ngọc Mai sao? Vâng, thôi anh ngồi đây đi. Anh có lên cũng có giúp được gì đâu. Em muốn hôm nay đi ăn với anh Quang Tuấn. Sau đó em đi cùng hội bạn đi Nha Trang chơi. Thế mà giờ có chuyện thế này xảy ra. Anh nói lại với Quang Tuấn giúp em nhé. Em lấy ít đồ rồi đi luôn đây. Được rồi, anh sẽ nói lại với nó. Nhã Đan gật đầu rồi cười nhạt. Sau đó cô ta đứng dậy, bước thẳng lên phòng lấy quần áo. Quay trở lại với Quang Tuấn lúc này, anh bế thằng Ngọc Mai lên phòng rồi bước nhanh vào nhà vệ sinh. Thằng Ngọc Mai xuống bồn tắm, Quang Tuấn liền xoay người, nhấn cho nước chảy vào bồn. Cứ nghĩ khi được tắm nước lạnh sẽ đỡ hơn, nhưng không, tôi lại càng thêm run rẩy. Nước lạnh không giúp được gì tôi cả, mà chỉ làm tôi cảm thấy nóng hơn. Tôi không muốn mặc thứ gì nữa. Chú, cháu không thể chịu được nữa. Ngọc Mai nói rồi đưa tay lên miệng cắn mạnh. Quang Tuấn thấy hành động này thì trái tim của anh bỗng đau như cắt. Anh từ từ ngồi xuống, giật lấy cánh tay của Ngọc Mai, không cho Ngọc Mai tự làm đau bản thân nữa. Anh nói, Ngọc Mai, không được làm như vậy. Khi tay của Quang Tuấn chạm vào cánh tay của Ngọc Mai thì Ngọc Mai cứ từ từ buông cánh tay ra khỏi miệng, sau đó ngước khuôn mặt sưng húp vì khóc quá nhiều lên nhìn anh. Rất nhanh, Ngọc Mai chồm người lên, vòng tay qua ôm lấy cổ của anh. Nhìn thẳng vào mắt của anh, Ngọc Mai liền hôn nhẹ lên cánh môi của anh. Quang Tuấn biết lúc này anh không còn đường lui nữa. Anh không thể bỏ mặc Ngọc Mai thế này. Anh kéo tay Ngọc Mai ra khỏi cổ của anh. Sau đó anh nói, tương lai của cháu, chú sẽ lo. Xong xuôi, Quang Tuấn bế Ngọc Mai đi thẳng vào phòng tắm. Anh đặt Ngọc Mai ngồi vào bồn, sau đó xả phần nước lạnh khi nãy ra bên ngoài, rồi bắt đầu ấn cho nước nóng chảy vào bên trong bồn tắm. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt là mặt của tôi đỏ đến vành tai. Tôi ngượng ngùng ấp úng nói, chú, cháu tự làm được mà, chú ra ngoài đi có được không? Quang Tuấn biết Ngọc Mai đang khó xử. Anh tiến lại lấy chai sữa tắm rồi đặt kế bên bồn tắm cho Ngọc Mai. Ngước lên nhìn Ngọc Mai, thấy mặt của Ngọc Mai lúc này đỏ ửng mà không dám nhìn anh.
Anh lúc này mới chợt nhớ ra, anh cũng đang trong trạng thái không mặc gì trên người. Môi anh tạo ra một đường cong, sau đó ngồi đối diện kế bên Ngọc Mai, nhấc cằm của Ngọc Mai lên. Anh bắt Ngọc Mai phải đối diện với anh. Khi hai cặp mắt nhìn nhau, anh từ từ hôn lên môi của Ngọc Mai rồi nói: "Không cần phải sợ điều gì cả. Chú sẽ nói rõ mọi chuyện này với Phúc An, cháu không cần phải suy nghĩ gì đâu." Nhưng mà cháu chen chân vào chuyện tình cảm của chú và chị Nhã Đan rồi. Cháu xin lỗi, cháu sẽ quên đi chuyện này. Cháu sẽ rời khỏi đây. Chú và Nhã Đan ấy không phải như cháu nghĩ đâu. Từ từ mọi chuyện sẽ rõ, tin chú có được không?" Nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của chú ta, tôi cảm nhận được chú đang rất nghiêm túc với tôi. Tôi luôn tin tưởng chú ta. Quang Tuấn biết Ngọc Mai không thể nào chấp nhận chuyện này nhanh đến vậy. Anh đứng bật dậy rồi nói: "Cháu tắm nhanh đi không là ốm đấy. Chú ra ngoài đây." Quang Tuấn xoay người bước ra hướng cửa, nhưng chưa bước ra khỏi phòng tắm thì Ngọc Mai nói lớn: "Chú Quang Tuấn, cháu tin chú, cháu sẽ đợi chú." Quang Tuấn quay mặt nhìn Ngọc Mai rồi cười hài lòng. Sau đó anh mới bước ra khỏi phòng tắm. Lúc này đây, khi ra tới giường, anh nhặt quần áo lên rồi mặc vào. Khi quần áo đã chỉn chu, anh bước lại tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ đen, đặt ở xuống giường cho Ngọc Mai, rồi anh mới đi. Vừa mở cửa ra, anh thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Phúc An. Anh muốn giật bắn người, nhưng mà rồi vẫn chỉnh lại vẻ nghiêm túc rồi nói: "Mày đứng ở đây làm cái gì? Ngọc Mai bị gì thế? Sao mà Nhã Nan nói bị trúng thuốc kích dục sao? Con bé này hư thật đấy. Mới lên Sài Gòn có mấy ngày như vậy, thế mà đã như vậy rồi. Mà lấy cái roi ra đây, tao qua mượn nhanh lên." Phúc An không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Phúc An muốn điên tiết khi biết được Ngọc Mai bị trúng thuốc. Anh đợi Nhã Đan đi, sau đó mới bước thẳng lên phòng của Ngọc Mai. Cứ đi qua đi lại, Phúc An nóng ruột vô cùng. Nhưng mà Quang Tuấn đang ở bên trong. Quang Tuấn biết cách xử lý chuyện này, nên Phúc An mới đứng bên ngoài đợi Quang Tuấn ra. Quang Tuấn lúc này mới đóng cửa phòng của Ngọc Mai lại, sau đó nhìn thẳng vào mắt của Phúc An. Anh nói: "Đi qua phòng tao rồi nói chuyện." "Nhưng Ngọc Mai sao rồi?" "Con bé đang tắm, để con bé nghỉ ngơi đi. Mày qua phòng của tao, tao muốn nói với mày chuyện này." "Được rồi, đi thôi." Quang Tuấn và Phúc An cùng nhau đến phòng của Quang Tuấn. Cánh cửa phòng mở ra, cả hai bước vào. Anh đi thẳng lại cái kệ tủ kế bên giường, rồi với lấy tấm hình của Nhã Đan, anh không chần chừ ném thẳng vào sọt rác. Hành động đó của Quang Tuấn làm Phúc An bất ngờ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nhưng mà rồi thứ Phúc An muốn biết lúc này là lý do vì sao Ngọc Mai lại bị như vậy. Anh đang định hỏi Quang Tuấn thì Quang Tuấn bỗng nói: "Tao và Nhã Đan sẽ kết thúc." "Ơ, tại sao thế?" "Mà Nhã Đan nói là đi chơi với hội bạn rồi. Tao vẫn nhớ lần trước mày có nói là cho người theo dõi. Tao sắp xếp cả rồi." "Vậy tốt rồi, tao có việc muốn nhờ mày nữa đây." Phúc An liền nhìn chằm chằm vào Quang Tuấn để đợi xem Quang Tuấn muốn nhờ vả Phúc An điều gì. "Mua thuốc tránh thai giúp tao đi." "Cho ai vậy?" "Ngọc Mai." Phúc An gật đầu rồi đứng lên, nhưng mà đi được mấy bước chân thì bỗng khựng lại. Hai chữ Ngọc Mai văng vẳng bên tai của Phúc An. Vài giây trôi qua như đã hiểu ra được lời nói của Quang Tuấn, Phúc An xoay người lại rồi đứng trước mặt của Quang Tuấn. "Bảo mày bảo mua cho Ngọc Mai sao? Mày đừng nói là mày và cháu của tao đã xơi nhau rồi đấy nhá." "Thằng kia hạ thuốc mạnh quá, nước lạnh không có giúp được gì cả. Tao hứa với mày, nhất định tao sẽ không làm Ngọc Mai phải khổ đâu." Phúc An trừng mắt liếc nhìn Quang Tuấn rồi hỏi lại: "Mày nói cái gì thế? Đừng nói là mày và con bé đã xơi nhau rồi đấy à?" "Tao có chút tình cảm với con bé." Quang Tuấn làm cho Phúc An bất ngờ. Chỉ vỏn vẹn có vài ngày thôi mà Quang Tuấn lại nói là có tình cảm với Ngọc Mai sao? Phúc An nghĩ không lẽ nào do hai năm qua sống cô đơn quá nên Quang Tuấn dễ cảm nắng người con gái khác như vậy sao? Thật sự lúc này Phúc An vô cùng khó xử. Biết là Ngọc Mai đã đủ 18 tuổi, nhưng mà nếu xảy ra chuyện thế này rất sớm, còn Nhã Đan nữa. Quang Tuấn và Nhã Đan vẫn còn trong một mối quan hệ chưa rõ ràng với nhau. Giá như hai người họ chia tay rồi thì hay biết mấy. Giờ đây không phải Ngọc Mai sẽ bị xem là người thứ ba sao? Tiến lại ghế sofa ngồi xuống, Phúc An giờ đây đầu nặng trĩu. Anh đưa tay lên xoa mi tâm
rồi ngả người ra ghế sofa. Quang Tuấn nhìn thôi cũng đủ biết Phúc An đang nghĩ gì. Ngọc Mai còn rất nhỏ, chuyện này như một cú sốc lớn đối với Ngọc Mai. Quang Tuấn thở dài, tiến lại bàn làm việc, kéo ngăn tủ ra, anh lấy ra một điếu xì gà, châm lửa. Làn khói trắng mờ ảo bay lơ lửng trước mặt của anh. Một lúc sau anh mới nói: "Tao sẽ đợi Nhã Đan về và nói chuyện. Mày không tin tao hay gì? Mày làm ra cái vẻ mặt đó hả? Mày yên tâm đi, mày quá hiểu tính của tao mà. Tao nói được thì làm được. Còn việc người hãm hại Ngọc Mai hôm nay, khi nãy tao đánh một trận rồi, không biết còn sống hay là chết rồi. Sáng mai tao sẽ cho người đến đó xử lý. Mày không cần phải lo lắng gì cả. Chuyện này không có ai muốn đâu. Mày cũng đừng trách Ngọc Mai. Có điều gì cứ nói với tao. Mày yêu con bé thật sự sao?" Quang Tuấn cười nhạt rồi đưa điếu xì gà lên miệng, kéo một hơi sâu. Sau đó anh nhả làn khói trắng rồi nói: "Chưa một cô gái nào dám nói chuyện với tao như Ngọc Mai cả. Tao nghĩ mấy ngày qua, mà nhìn thôi cũng đã thấy tao thay đổi thế nào mà. Không phải vì Nhã Đan, mà tất cả là có Ngọc Mai. Ngọc Mai không hề sợ những vết sẹo trên lưng của tao. Mặc dù rất sợ máu, nhưng mà con bé vẫn cố giữ bình tĩnh để băng bó vết thương cho tao. Sự ân cần đó làm tao rung động. Tao biết chuyện tình cảm nó còn quá sớm, nhưng mà tao cần con bé ở bên." "Mày nói thế rồi, tao còn gì để mà ngăn cản. Tao sẽ không la Ngọc Mai, nhưng mày phải giúp tao ngăn cản không cho con bé tiếp xúc với đàn ông. Mày mà có tình cảm với nó, tao biết mày cũng sẽ không thích có việc đó đâu. Thôi tao về đây. Ngày mai tao bận việc ở tập đoàn rồi, nhưng mà sáng mai tao sẽ bảo người đem thuốc đến." Phúc An nói rồi cũng đứng dậy. Quang Tuấn liền nhìn thẳng vào Phúc An rồi gật đầu. Sau đó Phúc An mới bước ra khỏi phòng của Quang Tuấn. Khi Phúc An đi ngang qua phòng của Ngọc Mai thì bước chân bỗng khựng lại. Phúc An tiến đến cửa, đưa tay định mở cửa phòng Ngọc Mai ra. Động tác đó rất nhẹ nên bên trong sẽ không có phát ra tiếng động. Phúc An nhìn thẳng vào đã thấy Ngọc Mai nằm quay lưng ra hướng cửa sổ. Phúc An nghĩ chắc Ngọc Mai đang rất mệt nên đã ngủ từ lâu rồi. Phúc An từ từ đóng cửa lại, sau đó mới đi thẳng xuống nhà rồi ra về. Quay trở lại với Ngọc Mai, lúc chú Quang Tuấn rời đi, khi cánh cửa phòng tắm được đóng lại, tôi đã hất nước vào mặt của tôi rồi vỗ lên mặt vài cái cho tỉnh táo. Tôi không biết giờ đây phải đối diện với chú Quang Tuấn thế nào. Tôi không thể nào ngờ được rằng trong cuộc đời của tôi lại xảy ra một chuyện kinh khủng thế này. Tôi tự hứa với bản thân rằng từ giờ về sau sẽ không dại khờ mà tin vào những lời nói quen biết nữa. Thật sự tôi không thể nào tin được mọi chuyện diễn ra là thật. Khi nhìn vẻ bề ngoài của Đình Hiếu, không ai có thể tưởng tượng được anh ta là con người như vậy. Nước mắt của tôi lăn dài trên má. Tôi ao ước cuộc sống được bình thường như bao năm qua. Không biết khi bà nội và chú Phúc An biết chuyện này sẽ ra sao đây. Chắc bà sẽ chết mất. Còn chú Phúc An thì nhất định sẽ cho tôi một trận nhừ tử, chứ không thể nào bỏ qua dễ dàng cho tôi như vậy. Nghĩ tới đó thôi, cả người tôi run lên bần bật. Sau sự việc này xảy ra, đó là một bài học lớn dành cho tôi. Đến lúc tôi trưởng thành và hiểu được giữa cái đất Sài Gòn này, việc tin tưởng một người là không nên. Lau những giọt nước mắt, mọi chuyện giờ đây dù có buồn phiền thì cũng không thay đổi được gì cả. Cô lấy lại bình tĩnh, tôi lấy ra một ít sữa tắm thoa lên người. Nhìn lại những vết hôn đỏ bầm của chú Quang Tuấn, bất giác khóe môi tôi lại muốn cong lên. Hôm nay tất cả là nhờ có chú, nếu không tôi sẽ không biết được chuyện gì xảy ra nữa. Tôi không cảm thấy những vết bầm tím này dơ bẩn vì tôi thật sự muốn lưu giữ nó mãi. Tắm rửa thật nhanh, sau đó tôi bước ra ngoài. Người tôi lúc này chỉ quấn mỗi cái khăn tắm. Định lại tủ quần áo, lấy bộ đồ để mặc, thì khi bước ra đã thấy có một bộ đồ đặt sẵn ở trên giường. Tôi có chút vui bởi vì chú Quang Tuấn luôn tốt với tôi. Bước thẳng lại giường, tôi lấy bộ đồ mặc vào, sau đó lên giường nằm xuống. Mùi dầu thơm của chú ta vẫn còn thoang thoảng bên trong phòng, nó làm tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nhắm mắt lại, đi vào giấc ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày mới. Hạ thân lúc này cũng đã còn rất đau vì đây là lần đầu tiên của tôi. Suy nghĩ đến chuyện này, bỗng cơ thể rắn chắc không một mảnh vải của chú ta xuất hiện trong đầu của tôi. Mặt tôi đỏ ửng lên như quả cà chua vậy. Tôi muốn xem thử bản thân của mình có thể quên đi chuyện này dễ dàng không. Nhưng mà thật sự rất rõ, mỗi khi nhắm mắt lại, những hình ảnh trên chiếc giường này lại hiện ra trong đầu của tôi. Tôi khó chịu xoay người ra hướng cửa sổ, nhìn bầu trời xa xăm. Đêm nay
trời không thấy trăng, cũng chẳng có ngôi sao nào cả. Tâm trạng của tôi lúc này thật sự không ổn một chút nào. Trong không gian yên tĩnh đó, tôi nghe tiếng khởi động xe quen thuộc. Tôi liền nhận ra đó là chú Phúc An, thở phào nhẹ nhõm vì chú đã ra về rồi. Tôi không biết là chú Quang Tuấn nói gì với chú Phúc An. Nhất định ngày mai thức dậy, tôi sẽ hỏi rõ mọi chuyện với chú Quang Tuấn. Tôi không thể để chú Phúc An biết chuyện này được. Cứ chằn chọc lăn qua lăn lại, một lúc lâu sau tôi chìm vào giấc ngủ say. Bên phòng của Quang Tuấn lúc này, Phúc An đã rời đi, thì Quang Tuấn bước nhanh vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, anh khoác lên người bộ đồ ngủ, sau đó anh bước đi qua phòng của Ngọc Mai. Khi mà cánh cửa vừa mở ra, anh rón rén bước nhẹ vào bên trong, nhìn thấy Ngọc Mai lúc này ngủ say, anh liền tiến lại gần rồi ngồi kế bên giường Ngọc Mai. Đưa tay vén mái tóc của Ngọc Mai lên, anh cúi xuống đặt lên trán của Ngọc Mai một nụ hôn. Ngọc Mai như cảm nhận được hơi ấm của Quang Tuấn, liền vòng tay qua ôm lấy eo của Quang Tuấn thật chặt. Nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn khi đang ngủ say của Ngọc Mai, làm cho trái tim của Quang Tuấn lúc này như đập loạn nhịp. Giá như anh gặp Ngọc Mai sớm hơn thì hay biết mấy. Ngọc Mai là một cô gái hiểu chuyện, lúc này cũng biết quan tâm và suy nghĩ cho người khác. Bản tính thật thà chất phác của Ngọc Mai làm thay đổi con người của Quang Tuấn. Nhưng mà giờ đây anh rất sợ, sợ người con gái sống bên anh sẽ khổ. Biết rằng giờ đây kẻ địch phá chuyện làm ăn của anh đã bị hạ gục, nhưng mà ở cái thế giới ngầm này thì kẻ thù ghét anh không phải chỉ có mỗi ông Hổ. Anh luôn ghi nhớ công ơn của ông lớn, nên không muốn các quán bar ở đây rơi vào tay của người khác. Giờ đây khi nhớ lại những chuyện quá khứ mà lòng anh đau như cắt, anh thở dài ngán ngẩm. Khi nhớ lại những chuyện quá khứ, anh không muốn nhắc nhớ đến, vì nếu nhớ lại sẽ làm anh đau thêm. Suốt cuộc đời này anh sẽ không bao giờ quên người mà anh từng gọi là ba. Anh rất hận, anh hận ông ta và mẹ kế ác độc. Bỗng lúc đó, Ngọc Mai cua tay loạn xạ, lẩm bẩm nói: "Đình Hiếu, đừng mà, chú ơi." Hành động của Ngọc Mai làm Quang Tuấn giật mình. Anh nhấc nhẹ người rồi, đưa cánh tay vòng qua ôm chặt lấy cơ thể của Ngọc Mai, với tay lên tấm lưng của Ngọc Mai, anh vuốt ve rồi nói: "Ngọc Mai, chú đây đừng có sợ, đừng sợ, chú đang ở bên cháu đây này." Ngọc Mai vùi đầu vào lồng ngực của anh, rồi từ từ đi vào giấc ngủ lại. Anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng nằm xuống kế bên Ngọc Mai. Anh cho Ngọc Mai nằm lên cánh tay của anh, rồi nhắm mắt lại. Anh muốn xem anh có thật sự yêu Ngọc Mai hay không. Trong giây phút đó, anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Cái cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện với anh cả. Ngay cả Nhã Đan cũng chưa từng. Đưa tay lên ngực, anh thấy tim của mình đập mỗi lúc một nhanh. Những biểu hiện đó cũng đủ để chứng minh rằng trong trái tim của anh có chỗ đứng cho Ngọc Mai. Lúc này đây, anh ngửi thấy mùi thơm của sữa tắm trên cơ thể của Ngọc Mai, làm cho anh cảm thấy dễ chịu và thoải mái vô cùng. Anh với tay lấy tấm chăn đắp lại cho cả hai, rồi từ từ anh cũng đi vào giấc mộng đẹp. Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu thẳng vào bên trong căn phòng. Bên giường lúc này có hai cơ thể đang ôm chặt lấy nhau, ngủ giấc ngon giấc. Đã là 8 giờ sáng nhưng mà không thấy Ngọc Mai dậy. Kiều Linh hôm qua cũng biết được việc của Ngọc Mai bị trúng thuốc kích dục. Kiều Linh sợ Ngọc Mai có chuyện gì xảy ra, đi thẳng lên phòng của Ngọc Mai để bảo Ngọc Mai thức dậy xuống nhà ăn bữa sáng. Cánh cửa vừa mở ra, Kiều Linh muốn há mồm với cảnh tượng trước mắt. Kiều Linh đóng cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể, sau đó mới đi nhanh qua xuống phòng bếp kể lại mọi chuyện cho bà quản gia nghe. Khi bà quản gia nghe chuyện Kiều Linh kể, bà liền cười tủm tỉm. Bà quản gia nghĩ đây là chuyện do phận trời định. Lúc Ngọc Mai bị như vậy thì Quang Tuấn lại xuất hiện. Quay lại bên trong phòng lúc này, tôi đang mơ màng thì bỗng cảm nhận được cơ thể của tôi như có ai đó ôm chặt, từ từ mở mắt ra. Tôi ngơ ngác và ngỡ ngàng vì không thể nào tin được chú Quang Tuấn đang ôm tôi ngủ. Nhìn khuôn mặt của chú ta lúc này đang ngủ rất ngon, nên tôi không muốn làm bất cứ hành động nào cả. Tôi chỉ sợ rằng chỉ cần nhúc nhích thì chú ta sẽ tỉnh ngủ. Bỗng lúc đó chú Quang Tuấn nhích người. Tôi nghĩ rằng chú ta sẽ thức dậy. Bàn tay hư hỏng của chú ta lại tự tiện luồn vào bên trong áo của tôi. Giây phút đó cả người tôi cứng như tượng. Chú ơi! Quang Tuấn đang mơ màng trong giấc mộng đẹp,
Không hiểu sao đêm qua thật sự anh ngủ rất ngon. Đã từ rất lâu rồi anh mới có cảm giác ấm áp như đêm qua. Bàn tay của anh đang cảm nhận được độ ấm từ cơ thể Ngọc Mai. Anh từ từ vuốt ve lớp bụng phẳng nỉ của Ngọc Mai. Chú Quang Tuấn lúc này mới giật mình mở mắt ra, đã nhìn thấy Ngọc Mai đang nằm trong vòng tay của anh. Lúc này đây anh mới để ý tay của anh đang nằm trong áo của Ngọc Mai. Anh từ từ rút tay ra rồi nói: Chú xin lỗi. Tôi liền ngồi dậy, kéo cái chăn lên người lại. Biết rằng tôi đang mặc quần áo nhưng không có áo lót bên trong, tôi không muốn chú ta nhìn thấy tôi trong cái bộ dạng của tôi như vậy. Quang Tuấn cũng ngồi dậy rồi nói: Chú về phòng, cháu vào vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng nhé. Dạ vâng. Quang Tuấn bước xuống giường, sau đó cúi xuống đặt lên má Ngọc Mai một nụ hôn rồi mới cất bước đi ra khỏi phòng. Tôi ngơ ngác nhìn hành động của chú ta, vô thức tôi đưa tay luồn trên má. Tôi và chú ta đang ở trong mối quan hệ gì đây? Tôi không biết tôi đang là cái gì của chú ta nữa. Cứ ngồi nghĩ ngợi không có được lợi ích gì cả, tôi đành bước nhanh xuống giường rồi đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau một lúc, khi đã thay quần áo xong rồi, tôi bước xuống nhà. Nhưng mà khi cánh cửa vừa được mở ra lại trùng hợp tới mức tôi không thể tin được. Tôi và chú Quang Tuấn cả hai đều bước ra khỏi phòng. Hướng phòng của tôi và của chú ta hơi xéo với nhau, cách đó cũng không xa là phòng của Nhã Đan. Nhắc đến cô ta tôi mới chợt nhớ, hôm qua người lái xe là Nhã Đan. Nhưng mà không hiểu vì sao, khi thấy chú ấy ôm tôi và đưa tôi lên phòng như vậy, cô ta không có một chút gì gọi là ngăn cản. Tôi thấy hơi làm lạ, đã nhìn thẳng vào chú ta rồi hỏi: Nhã Đan đâu rồi chú? Nét mặt của Quan Tuấn có chút khựng lại. Anh nhìn về hướng phòng của Nhã Đan rồi nói: Đi chơi rồi, cháu không cần quan tâm đến và hạn chế tiếp xúc càng tốt. Tôi biết Nhã Đan đang làm một ẩn số bí ẩn, nhưng mà nghe chú ta nói như vậy làm tôi cảm thấy có chút sợ cô ta. Tôi gật đầu bước thẳng lại hướng cầu thang đi xuống nhà. Chú ta cũng bước theo tôi. Nhưng mà khi đến bậc cầu thang cuối cùng, tôi cảm thấy có một ánh mắt từ phòng khách nhìn chằm chằm về hướng của tôi. Tôi từ từ xoay lại, tôi thấy chú Phúc An đang lườm tôi. Tay chân của tôi bỗng run rẩy, đứng thôi cũng không thể vững nữa. Quang Tuấn thấy biểu hiện đó của tôi, anh làm có chút thương xót. Anh tiến lại, đặt tay lên vai của tôi rồi nói: Vào bếp ăn sáng trước đi, chú sẽ vào sau. Giây phút đó tôi run lắm, nhưng mà vẫn đang cố giữ bình tĩnh, bởi vì tôi biết chuyện gì cũng sẽ đối mặt. Nếu mà tôi cứ trốn tránh thì sớm muộn gì cũng lòi ra mà thôi. Tôi ngước lên nói lý nhí với chú Quang Tuấn: Cháu hơi sợ. Sợ? Thế mà tại sao đi chơi với người lạ hả? Tôi kinh ngạc khi nghe chú nói vậy. Rõ ràng trong tình thế này tôi đang rất cần câu nói an ủi của chú ta, nhưng mà tôi không thể nào ngờ được chú ta lại đang trách móc tôi thêm. Chú... Khóe môi Quang Tuấn giật giật muốn cười khi thấy Ngọc Mai như vậy, nhưng mà anh cố ngăn lại bản thân không được cười với Ngọc Mai lúc này. Còn Phúc An, khi ngồi ghế sofa, Phúc An quan sát rất kỹ từng cử chỉ của Quang Tuấn và Ngọc Mai. Phúc An thấy ánh mắt của Quang Tuấn khi nhìn Ngọc Mai ấm áp và tràn đầy yêu thương. Phúc An biết ở thời điểm bây giờ, việc tuổi tác không còn quan trọng nữa. Quang Tuấn lớn hơn Ngọc Mai 20 tuổi thì đã sao, miễn là Ngọc Mai luôn vui vẻ và hạnh phúc là được. Đối với Phúc An thì Ngọc Mai không chỉ là một đứa cháu mà giống như là một đứa con gái của Phúc An vậy. Phúc An luôn yêu thương Ngọc Mai hết mực, nhưng con bé thật sự ngoan ngoãn. Mặc dù anh ở Sài Gòn, Ngọc Mai thì ở dưới quê, nhưng mà tình hình ở nhà, thậm chí lúc Ngọc Mai đến trường thế nào, Phúc An đều nắm rõ. Ngọc Mai luôn quan tâm đến người khác và không bao giờ biết người khác tiếp cận với Ngọc Mai là có mục đích gì. Phúc An không muốn thấy Ngọc Mai buồn phiền. Ngọc Mai mất ba và mẹ từ quá sớm, nên giờ đây Phúc An chỉ muốn là người sẽ ở bên cạnh Ngọc Mai, chăm lo và bước qua những khó khăn, là một người đàn ông chín chắn trong mắt của Phúc An. Quang Tuấn chính là người đó. Phúc An tin chắc rằng Quang Tuấn sẽ yêu thương Ngọc Mai. Nghĩ lại, Phúc An thấy đúng quả thật là duyên phận do trời định sẵn. Chưa gì mà đã thấy Quang Tuấn thay đổi đến chóng mặt vì Ngọc Mai. Thấy Quang Tuấn và Ngọc Mai cứ đứng ở chân cầu thang mà không bước đi lại, Phúc An biết Ngọc Mai đang lo sợ nên liền trêu chọc: Hai anh chị làm chuyện đó với nhau rồi, bây giờ còn sợ sệt cái gì hả? Câu nói của chú Phúc An làm tôi run hơn nữa.
tôi không biết phải làm sao để hết cả. Vậy là chú Phúc An biết chuyện rồi. Tôi cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với chú. Bỗng chú Quang Tuấn kéo tôi bước xuống, nhưng không phải là ra phòng khách mà đi thẳng vào bên trong phòng bếp. Chú ta kéo ghế ra, ép tôi phải ngồi xuống, sau đó cúi xuống hôn lên môi của tôi. Tôi trố mắt to, không hiểu tại sao chú đã làm như vậy. Nhưng rồi chú ta buông môi tôi ra rồi nói: "Còn sợ không?" "Dạ còn, còn một chút thôi ạ." "Ngọc Mai, kể từ bây giờ chỉ được sợ duy nhất chú thôi, biết chưa hả?" "Vâng, cháu biết rồi." Quang Tuấn ngước mặt lên nhìn về phía bếp. Bà quản gia và Kiều Linh đang đứng ở đó, nhìn đăm đăm về hướng của Quang Tuấn và Ngọc Mai. Bà quản gia và Kiều Linh không thể nào ngờ được có ngày lại được thấy một màn trước mắt họ như vậy. Nhưng mà nhìn thấy Quang Tuấn đang nhìn họ, họ liền cúi người xuống chào anh. Quang Tuấn lúc này mới nói: "Làm đồ ăn sáng cho Ngọc Mai trước đi." Bà quản gia và Kiều Linh đồng thanh đáp lại anh: "Vâng, thưa cậu chủ." Khi bà quản gia và Kiều Linh xoay người vào trong để nấu bữa sáng, thì Quang Tuấn mới nhìn thẳng vào mặt của Ngọc Mai rồi nói: "Không được suy nghĩ điều gì nữa cả. Ăn sáng xong, chú đưa cháu đi sở thú." "Gì cơ?" Quang Tuấn không nói gì nữa mà xoay người bước đi ra bên ngoài. Một phút trôi qua trong im lặng thì bỗng tiếng cười của Kiều Linh vang vọng lên. Kiều Linh ôm bụng vừa cười vừa nói: "Ôi giời ơi, chết con rồi mẹ ơi. Tổng tài đấy sao mẹ? Con không nhịn được cười nữa rồi." Tôi hiểu vì sao chị Kiều Linh lại như vậy. Thật sự mà nói, tôi cũng đang ở trong tình trạng bàng hoàng ngơ ngác. Có nhất thiết là phải đi sở thú chơi không vậy? Tôi không thích vào đó đâu. Sao mà không đi siêu thị như ngày hôm qua kia chứ? Bà quản gia nhìn tôi cũng biết tôi đang suy nghĩ điều gì. Bà cũng cười, nhưng mà không như chị Kiều Linh. Bỗng bà nói: "Ngọc Mai này, Quang Tuấn từ trước tới giờ ấy, luôn bá đạo như vậy đấy. Cậu thay đổi như ngày hôm nay tất cả là nhờ cháu đấy. Cháu đúng quả thật là rất giỏi." Chị Kiều Linh chen vào nói: "Mẹ nói quá đúng luôn. Ngọc Mai này, hôm qua chị cấm cản em là vì chị lo cho em thôi. Con nhã đàn kia không như em nghĩ đâu. Chị sợ nó biết nếu như em thích chú, nó sẽ không để cho em sống yên đâu. Nhưng mà khi chị thấy cảnh tượng lúc sáng thì lại khác." Nghe thấy chị Kiều Linh nói cảnh tượng sáng nay, tôi có chút khựng lại. Tôi nuốt nước bọt xuống, bắt đầu có cảm giác run rẩy. Nếu chị Kiều Linh mà thấy được cảnh tượng buổi sáng chú Quang Tuấn ôm tôi ngủ thì không biết chị ấy suy nghĩ gì. "Sáng này chị đã lên phòng của em rồi sao ạ?" Chị Kiều Linh bê bát súp trên tay đặt qua trước mặt của Ngọc Mai. Chị ấy nói: "Đêm qua bị trúng thuốc sao? Con bé ngốc này, mai mốt ấy không được tin tưởng người lạ như vậy, biết chưa hả?" "Chị biết chuyện hôm qua sao ạ?" Chị Kiều Linh gật đầu nói tiếp: "Hôm qua lúc xe cậu chủ về thì chị đang ở gần hồ bơi. Thấy cậu chủ bế em vào nhà, chị liền biết là có chuyện chẳng lành rồi. Không ngoài dự đoán của chị, khi nghe được những lời của Nhã Đan nói với Phúc An." Tôi vô cùng bất ngờ khi biết được người nói với chú Phúc An là Nhã Đan. Nhưng mà giờ đây tôi chắc chắn một điều rằng Nhã Đan không có yêu thương gì chú Quang Tuấn cả, nên cô ta mới bỏ đi chơi. Nhưng lại chợt nhớ ra hôm qua chú Quang Tuấn và Nhã Đan lại đi cùng. Tâm trạng tôi có chút hụt hẫng. Chắc có lẽ hôm qua chú Quang Tuấn và Nhã Đan đi đâu đó chơi nên mới vô tình gặp tôi. Tôi hỏi chị Kiều Linh: "Chị có biết hôm qua chú Quang Tuấn và Nhã Đan đi đâu không ạ?" "Hình như đi ăn, nhưng mà thái độ cậu chủ lạ lắm." "Thôi, em đừng quan tâm đến con nhỏ đó làm cái gì. Không có nó ở đây thì cậu chủ là của em. Em phải giành lại cậu chủ có biết không? Nó không biết trân trọng thì mắc gì được cậu chủ yêu thương chứ." Tôi chỉ biết cười nhạt. Sau đó thì chị Kiều Linh cũng đi lại phụ bà quản gia dọn dẹp. Tôi lúc này cũng đói nên liền đưa tay cầm lấy cái muỗng múc súp lên ăn. Không hiểu sao bữa sáng hôm nay khó nuốt như thế. Thường thì khi đói tôi ăn thứ gì cũng ngon miệng, nhưng mà hôm nay lại khác. Tôi không thể nào nuốt trôi. Trong đầu tôi lúc này lại suy nghĩ những việc tiêu cực. Tôi sợ cái cảm giác chờ đợi một ai đó, nhưng cái nhận được là con số không. Tôi cũng rất sợ chú ta chăm sóc tôi là vì trách nhiệm. Khi sáng tôi thấy giọt máu trên tấm ga trải giường. Tôi không biết có phải là vì giọt máu đó nên chú quan tâm tới tôi không. Bao nhiêu suy nghĩ cứ quẩn quanh ở trong đầu, nhưng mà tôi vẫn phải cố gắng gượng, không cho chú ta thấy vẻ mặt buồn bã của tôi. Quay lại phòng khách lúc này, khi mà Quang Tuấn bước ra liền đi thẳng lại ngồi đối diện với Phúc An, anh nói:
Mày muốn làm con bé sợ có phải không? Gì đấy? Nó là cháu của tao đấy, có phải là vợ của mày không mày mà nói như thế hả? Câu nói của Phúc An làm cả người Quang Tuấn cứng đơ. Phúc An nói đúng, Ngọc Mai là cháu của Phúc An mà. Anh vẫn chưa là gì với Ngọc Mai cả. Chợt anh nhớ đến câu nói đã nói với Ngọc Mai rằng không cần phải lo lắng gì cả, anh sẽ lo lắng cho Ngọc Mai. Giờ đây đầu óc của anh rối bời, anh không biết Ngọc Mai có hiểu lầm hàm ý của anh không. Phúc An thấy Quang Tuấn đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó, Phúc An liền với tay đánh nhẹ vào vai của Quang Tuấn. Hành động đó của Phúc An làm Quang Tuấn giật mình quay lại nhìn. Quang Tuấn nói lắp bắp. Gì, gì đấy? Mày bị làm sao thế hả? Đang suy nghĩ cái gì sao? Nhớ Đan rồi đấy à? Đừng có nhắc tới cô ta nữa. Mày có mua thứ kia không đấy? Phúc An biết Quang Tuấn nói đến thuốc tránh thai, nhưng mà Phúc An lại giả vờ như không hiểu ý mà nói lơ đi. Mày nói gì thế? Mua cái gì chứ? Thuốc tránh thai. Mày sợ Ngọc Mai có bầu sao? Được rồi, không còn cho Ngọc Mai uống thuốc đâu. Tao cũng sắp già rồi, cũng muốn có con để mà nối dõi cái cơ ngơi này. Nghe nói nay có cuộc họp quan trọng, tao không tiễn nhá. Nói rồi Quang Tuấn đứng bật dậy, xoay người đi vào trong phòng bếp ăn sáng cùng Ngọc Mai. Nhưng mà Phúc An vội đứng dậy ngăn lại. Này này, tao đùa đấy. Mày đừng như thế chứ, con bé còn nhỏ lắm. Tao lạy mày, hai ngày nữa con bé đi học rồi đấy. Quang Tuấn cười nhếch mép, nhìn thẳng vào Phúc An. Mặt anh lúc này giống hệt như đang khiêu khích Phúc An vậy. Phúc An tức lắm nhưng vẫn phải cố gắng gượng cười tươi, đưa tay vào túi áo lấy viên thuốc tránh thai khẩn cấp ra đưa cho Quang Tuấn. Đây, mày cho con bé uống đi. Ngày mai tao đưa nó đi mua xe đạp điện. Tao đưa Ngọc Mai đi, mày không cần mua xe đâu. Cảm ơn ý tốt của mày, nhưng mà con bé lớn rồi, mày để nó tự đến trường đi. Với lại vào đại học, chứ không phải là đi học sinh cấp 2, cấp 3 đâu mà đưa đón. Tao đến công ty đây. Quang Tuấn làm ra vẻ mặt khó chịu, vì anh không thích ai nói nhiều cả. Cuộc đời anh chưa bao giờ nghĩ một ngày sẽ có người bạn thân như Phúc An. Cút đi, nói nhiều đau đầu quá. Giỏi lắm, cứ mạnh cái miệng vào rồi một ngày nào đó mày gọi tao là chú đấy. Chú đi làm nhá, chú rể của cháu rể của chú. Thằng chó, mày cút nhanh cho tao. Phúc An cười khẩy, bước thẳng ra xe. Vài phút sau tiếng khởi động máy vang lên, Quang Tuấn xác định Phúc An đã đi khuất thì mới xoay người đi vào bên trong phòng bếp. Vừa bước vào đã bắt gặp ánh mắt thất thần của Ngọc Mai. Quang Tuấn nhíu mày, không lẽ Ngọc Mai đang suy nghĩ đến vấn đề mà anh đang lo sợ. Anh liền tiến lại, ngồi xuống ghế đối diện với Ngọc Mai. Bà quản gia thấy anh vào, vội lấy bát múc cho anh một bát súp. Kiều Linh bê bát súp đặt qua trước mặt của anh. Nhưng mà lúc này anh mới nhìn Ngọc Mai. Ngọc Mai đang suy nghĩ vấn đề gì không biết, mà ngay cả Quang Tuấn ngồi trước mặt rồi cũng không hay. Nhìn Ngọc Mai giờ đây giống hệt như người mất hồn vậy. Anh ngước lên nhìn Kiều Linh rồi nói, hai người ra ngoài đi. Vâng. Lúc này đây, khi nghe giọng nói của chú Quang Tuấn, tôi bỗng giật mình. Mắt tôi chớp chớp nhìn chú ta. Ngay lúc đó thì chị Kiều Linh và bà quản gia cũng bước vội ra ngoài. Phòng bếp giờ đây chỉ còn mỗi tôi và chú Quang Tuấn. Tôi không biết vì sao chú ta cứ nhìn đăm đăm vào tôi như vậy. Không biết là từ nãy đến giờ chú ta và chú Phúc An nói chuyện gì với nhau. Gắng gượng ra một nụ cười, tôi từ từ ngước lên nhìn chú ta. Sau đó tôi hỏi, Chú vào lâu chưa ạ? Chú dùng bữa sáng đi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.